Xin chào quý vị các bạn. Trên hình bạn thể thấy đây là cáp tắt bật nguồn điều chỉnh âm lượng volume trên Huawei P30 Lite, thiết kế tách biệt ra khỏi bảng main. Đó. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần cáp tắt bật nguồn điều chỉnh âm lượng trên Huawei P30 Lite không bấm được, bấm chập chờn cũng không, cần một địa chỉ thay mới, quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cop.vn. Chúng tôi có sẵn tất cả các linh kiện của quá trình thay mới, sửa chữa vì các bạn. Riêng đối với cáp phím tắt bật nguồn điều chỉnh âm lượng trên Huawei P30 Lite, quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cop.vn, chúng tôi tiến hành thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Cảm ơn quý vị và bạn đã xem video tại di động cop.vn.